thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con. Xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con hôm nay được tiếp chuyện với ca sĩ Trần Đình, một người bạn đến từ Oregon, thay mặt cho anh chị em trong nhóm thực hiện gửi lời chào đến anh ca sĩ Trần Đình. Xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mời anh. Trần Đình xin kính chào anh Đình Quý. Xin kính chào toàn thể các quý vị khán thính giả xa gần xem chương trình Dân Chúa Đời Con hôm nay. Cảm ơn anh Trần Đình đã được biết là anh đã đến từ Oregon, cũng là một cái khoảng rất là xa. Anh đến đây mà anh vẫn dành cho giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con cái thời giờ để anh chị em mình có cái dịp tâm sự để nói về trong hai lĩnh vực là âm nhạc và thánh nhạc. Bây giờ thì anh Trần Đình có thể giới thiệu một chút xíu về tiểu sử của anh. Anh học nhạc từ từ khi nào và những cái sinh hoạt của anh trong lúc anh còn ở Việt Nam. Mời anh. Kính thưa quý vị, thì Đình được tốt nghiệp thanh nhạc ở Nhạc viện Sài Gòn năm 1995. Sau 8 năm học, trung cấp là 4 năm đại học. Thì qua đây định cư Mỹ năm 2000 thì học thêm một cái bằng về âm nhạc giảng dạy. Và tốt nghiệp năm 2006. Rồi Trần Đình định cư ở Mỹ năm nào? Thưa anh, năm 2000. Rồi sang đây là tiếp tục học tiếp. Là mình được hấp thụ hai cái nền giáo dục về âm nhạc. Một là ở bên trường quốc gia âm nhạc, hai là ở bên Hoa Kỳ. Như vậy thì Trần Đình đã có một cái số vốn liếng rất là nhiều. Và chút xíu nữa thì chắc lẽ mình sẽ nhờ Trần Đình chia sẻ một chút xíu cho các anh chị em đang sinh hoạt trong cái lĩnh vực âm nhạc. Thì trong cái thời gian mà trước khi mà được đào tạo ở trường quốc gia âm nhạc thì Trần Đình có sinh hoạt ở đâu không? Ở giáo xứ hay là ở lĩnh vực ca đoàn nào không? Trước khi được đào tạo chính thức tại Nhạc viện Sài Gòn thì là Đình từ bé đã rất là mê ca hát và đã tham gia ca đoàn từ lúc 13 tuổi. Và theo các anh ca trưởng lúc đó, thời đó là ca đoàn của Trần Đình là do anh Nguyễn Bách. Hiện thời giờ anh Nguyễn Bách là giáo sư về tiếng Ý tại Nhạc viện Sài Gòn. Thì theo học anh Bách về những cái môn xướng âm hoặc là môn chỉ huy là điều khiển ca đoàn đó. Lúc mà từ 13 tuổi cho đến 19 tuổi thì khá rồi, bắt đầu thì được anh cho lên đánh nhịp. Tuổi trẻ tài cao đó, mới 19 tuổi mà đứng điều khiển ca đoàn, phải nói là đúng là một cái khả năng mà Chúa ban cho. Thì có lẽ là anh cũng đã hấp thụ được trong cái khoảng thời gian mà năm 14 tuổi đến năm 19 tuổi là được cái người thầy là anh Nguyễn Bách chỉ thêm cho. Làm sao mà anh biết được là mình có được một cái giọng ca Chúa ban cho? Mình thích hát, rồi những người xung quanh họ nói hát hay. Hay sao? Thật sự ra lúc đó là còn bé mà anh đâu có biết được là mình có giọng hát hay không. Nhưng mà rất là thích. Mê ca hát lắm anh ơi. Lúc bé thì đâu có được cha mẹ cho đi học mà về học hát đâu, bởi vì cha mẹ không có cái background về âm nhạc. Đó thì ráng cố gắng thì cứ để dành tiền ăn sáng rồi tự động đi học những cái vậy học tập thể nhà văn hóa thiếu nhi thôi. Chẳng hạn như là môn xướng âm. Rồi bắt đầu lại qua học những cái môn thanh nhạc. Thì có nghĩa là khi mà Trần Đình biết được là mình có được một cái giọng ca mình thích hát, được một giọng ca, thì Trần Đình đam mê là muốn được vào trường quốc gia âm nhạc như vậy. Khi thi, mình cho hỏi hơi thắc mắc chút xíu là khi thi như vậy thì thi cái gì? Vậy thì là chúng ta sẽ thi môn chuyên môn là chính là thanh nhạc. Và chúng ta sẽ thi hát. Và mình lựa chọn một cái bài hát nào đó mình hát. Là trường họ chấm là coi mình có được giọng ca hay không. Về những cái khả năng về nhạc lý sao? Lúc đó mình có đòi hỏi mình biết được về nhạc lý. Phải thi anh. Trường sẽ đưa ra một cái câu xướng âm khoảng 8 ô nhịp thì chúng ta phải xướng ra cái giai điệu đó. Rồi ngoài ra thì có những cái kiểm tra về nhịp chẳng hạn như là các thầy vỗ tay.
là chúng ta phải lặp lại y chang như vậy. À, để cho chúng nghe biết hả? Về chúng ta, về tai nghe, nghe, về cái khả năng mà nhạy bén à, trong cái âm nhạc như thế nào, để người ta có thể thẩm định là à, cái người sinh viên này, cái người học trò này có đủ khả năng để theo đuổi học cái ngành này hay không. À, à, à. Mình biết được một số ca sĩ ở hải ngoại này cũng xuất thân từ trường quốc gia âm nhạc. Thì cái khóa của Trường Đình là cái khóa năm 1995. Có quen ai không? Đình có quen biết thì, cái khóa mà đàn anh của mình đó thì là Thế Sơn. À, thế ca sĩ Thế Sơn. Là, à, trước một năm. Một năm. Dạ. Khóa đàn em thì thường là đàn em thì hiện thời bây giờ chúng ta quý vị cũng có thấy đó là ca sĩ Tấn Đạt. À, Tấn Đạt Đạt ra là à, chào ngào. Và ca sĩ Lê Hồng Quang. À, là có cô ca sĩ nào là Lý Mai Trang đúng không? Là Lý Lý Mai Mai Trang Trang cũng là đàn em luôn. À, như vậy mình thấy là hầu hết là các ca sĩ xuất thân từ trường quốc gia âm nhạc làm cho mình có một cái cảm tưởng là cái trường quốc gia âm nhạc chỉ đào tạo về thanh nhạc, chuyên môn về về thanh nhạc không, có đào tạo về các lĩnh vực khác hay không? Tùy theo cái chuyên môn mà mình chọn ngay từ đầu, ví dụ mình thi là về thanh nhạc thì khi mình tốt nghiệp ra sẽ là thanh nhạc, mà nếu mà mình thi vào trường là cái môn sáng tác chỉ huy thì mình sẽ tốt nghiệp sáng tác chỉ huy, hoặc là cái ngành âm nhạc dân tộc thì là chúng ta sẽ ra trường là đàn tranh, đàn bầu, sáo, bộ gõ, vân vân. Bây giờ để xem coi trong lĩnh vực thanh nhạc Trường Đình phải hát như thế nào. Bây giờ xin mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức bản thánh ca, bài ca Con Người, sáng tác của Đan Trình do ca sĩ Trường Đình trình bày sau đây. Sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lạ, từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phán trắc, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kìa thập giá nhắc ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đức Chúa Trời. Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi là tình thương trong suốt đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Ai đã sống chết vì ta, đã khóc thương ta, đã mến thương ta, tranh đấu vì ta, bằng cả tình thương cho không biếu không. Đó chính là tình yêu của Chúa Giê-xu. Một người đã chết như ta, thân
chôn vùi sâu dưới năm hồ. Dù thời gian có trôi qua trong im lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai, và thần khí Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh từ thần. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình hướng trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Giê-xu chính là người đó, Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha. Quý vị vừa thưởng thức bản thánh ca bài ca Con Người, một sáng tác của Đan Trình do chính ca sĩ Trần Đình trình bày. Bây giờ xin phép được trở lại với buổi nói chuyện ngày hôm nay với ca sĩ Trần Đình. Thì trong cái khoảng thời gian mà trước khi mà tham gia những cái lớp huấn luyện của Trường Quốc gia Âm nhạc á, thì Trần Đình cũng tham gia ca đoàn. Thì sau khi tốt nghiệp thì Trần Đình có tham gia cái chương trình nào khác không? Sau khi tốt nghiệp thì là ngoài cái vấn đề mà hát trong nhà thờ ra thì là Đình được đạt giải tiếng hát truyền hình năm 1992, thì là tham gia thêm những cái phong trào văn nghệ tại những tụ điểm ca nhạc ở Sài Gòn cái thời lúc đó. Cũng bận lắm. Kính thưa quý vị, thì ngoài cái việc tập hát trong ca đoàn ở xong sau đó là hát lễ rồi cũng đi hát những cái show ở ngoài. Thì cũng rất là bận. Nhưng mà cái điều mà rất là thích đó là bởi vì mình có được những cơ hội để phục vụ trong những cái buổi văn nghệ mà của nhất là những giáo xứ tổ chức, giáo xứ hay là những cái giáo xứ thì rất là thích và rất là mong muốn được tham gia những chương trình như vậy. Rất là quý. Và được biết là trong cái thời gian mà Trường Đình còn ở Việt Nam thì Trường Đình có tham gia vào cái ban giảng huấn của những lớp ca trưởng, có đúng không? Đúng vậy anh. Thì có thể nói một chút xíu. Khi mà bắt đầu mà tham gia cái lớp giảng huấn ra đó là năm 1995. Thì là ngay cái lúc mà vừa tốt nghiệp của Trường Quốc gia Âm nhạc. Thì tốt nghiệp xong là phải đi kiếm việc làm á. Để làm cho Chúa, làm cho Chúa. Chúa thì là một trong những lớp giảng dạy, thì là mình có tham gia cái lớp giảng dạy thanh nhạc cho cái lớp ca trưởng của Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế. Thì cái lớp này là hồi xưa là do thầy Giuse Phạm Đức Huyến. Đến khi mà thầy đi Mỹ thì giao cái quyền tổ chức và huấn luyện huấn luyện cho Sơ Hồng Trang. Sơ Hồng Trang. Sơ Hồng Trang. Thì trong cái ban giảng huấn thì gồm có Sơ Hồng Trang. Thì thầy Lượng và Sơ Sum, Sơ Mến và thầy Đinh Hiền Bản. Và trong đó có ca sĩ Trần Đình cũng là một trong ban giảng huấn về thanh nhạc. Vì thanh nhạc đó là cái phần chuyên môn
của trường đình khi tốt nghiệp của trường quốc gia âm nhạc. Vâng, đúng à. Rồi. Bởi vì là một ca trưởng thì cũng phải biết hát, do đó cần phải cái lớp chúng ta cũng phải cần phải được huấn luyện về hát, chứ nếu mà không hát thì chúng ta cũng không tập được. Nói về nhạc sư Phạm Đức Huyến thì khi mà sang Mỹ, Hoa Kỳ đó thì thầy Huyến cũng đã có tổ chức rất là nhiều cái lớp ca trưởng ở bên đây. Vâng, thầy có lên một lần của em. Có lên một lần. Rồi, nhưng mà cái những cái lớp ca trưởng ở Việt Nam như vậy, thường thường trung bình như vậy thì mất khoảng bao lâu? Hiện thời bây giờ thì lớp ca trưởng tại trung tâm một vụ dòng chú cứ thế thì đang là mở, hiện nay thì là bắt đầu thì giảng dạy từ đầu tháng 8. Đầu tháng 8 là bắt đầu chương trình. Dạ, kết thúc cuối tháng 5. Như vậy là cũng gần một năm. Gần một năm, mỗi tuần học một lần. Tại sao có chương trình nó kéo dài như vậy? Bởi vì mình thấy mình đã có tham gia những cái lớp mà ca trưởng ở bên đây đó, thì mà thấy thường thường một cái lớp như vậy nó chia ra làm những cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 ha. Cấp 1 thì thường có cấp 1 và 1 2, thì thường một cái lớp như vậy đó khoảng chừng 2 ngày hoặc 3 ngày tối đa. Tại sao lớp Việt Nam lại kéo dài như vậy? Cái chương trình nó khác bên đây hả? Theo mình nghĩ thì có lẽ là chương trình bên đây chúng ta rút gọn hơn. Ở bên Việt Nam thì... Bởi vì cái thời giờ không có, phải không? Đúng vậy anh. Ở Việt Nam thì chúng ta phải kéo dài ra bởi vì là đông học viên quá. Quá đông học viên, một lớp mà lớp 1 thì cũng phải cả trăm người. Trăm người? Như vậy là tới lớp 2, khóa 2 thì nó bớt dần nhưng mà 100 người thì không thể nào mà mỗi anh Giang thấy là mỗi người ra thực tập đánh nhịp như vậy thì chỉ được 1 đến 2 lần trong một buổi học thôi, mà chỉ chọn 1-2-3 người thôi trong một lần học như vậy thì phải kéo dài một năm để cho anh chị em có được cơ hội đứng lên tập hát với nhau và đánh nhịp cho nhau cùng hát. Do đó cần phải thời gian dài. Thì trong những cái khóa ca trưởng mà đào tạo bên Việt Nam như vậy thì thường thường là đào tạo về lĩnh vực nào? Xướng âm và nhạc lý đồng và họ có về hòa âm không? Một chút về hòa âm. Một chút về hòa âm. Và có những cái lớp về sáng tác, có lớp sáng tác riêng không? Sáng tác là không. Bây giờ nói về lĩnh vực thanh nhạc thì đối với lại trường đình á, thì thanh nhạc quan trọng như thế nào trong lĩnh vực ca hát, nhất là trong lĩnh vực về sinh hoạt của ca đoàn? Những cái căn bản nào người ca viên cần phải có? Vì là một người được đào tạo ở một trường quốc gia âm nhạc và được huấn luyện ở Hoa Kỳ, thì và là một người mà sinh hoạt trong lĩnh vực ca đoàn rất là lâu, thì đối với trường đình và một người ca viên, mình phải tập cho mình những cái kỹ năng nào để mình hát cho nó hay theo chương trình? Cảm ơn đình quý đã cho đình chia sẻ cùng với toàn thể các quý vị xem đài. Thì là đối với một người mà ca trưởng thì là cái vấn đề mà thanh nhạc cũng phải rất là cần, bởi vì là mình phải học hỏi, mình phải luyện tập để cho mình có một cái cơ bản cần thiết khi mà mình truyền đạt lại các anh chị em ca viên. Đó là cho người ca trưởng. Người ca trưởng phải biết. Còn đối với các anh chị em ca viên thì chúng ta cũng phải tập hát bằng cách là ở nhà thì chúng ta phải tập hơi. Rồi khi mà đến với ca đoàn thì chúng ta phải vỡ bài trước ở nhà. Chẳng hạn như là đối với các đoàn em ở trên Beaverton đó thì là có em Trung thì là phải thâu những bài hát mỗi lần tập hát như vậy. Thâu trước. Thành một cái dữ liệu trong... Như mình archive đó, mình để dành đó. Có khi cần nào thì mình phải được sử dụng. Nói một chút xíu về giáo xứ mà bên bên trường đình đang sinh hoạt bên đó. Giáo xứ có đông không? Giáo xứ khoảng 300 gia đình. 300 gia đình. Thì ca đoàn thì... bởi vì giáo xứ nhỏ, do đó là ca đoàn cứ phải có hai thánh lễ, một thánh lễ 9 giờ sáng và một thánh lễ 11 giờ rưỡi. Thì là một giáo xứ nhỏ mà có hai thánh lễ. Hai thánh lễ mỗi chủ nhật thôi anh. Như vậy là tương đối khá. Ca đoàn bao nhiêu người? Nếu mà ca đoàn hát 9 giờ thì ca đoàn những thanh niên và những người lớn, tất cả gộp vào một ca đoàn. Thì bao nhiêu người, khoảng bao nhiêu ca viên?
Hiện nay cái đàn của đình khoảng 30 ca viên. À vậy cũng tương đối. À. Thì nếu mà đến khi mà thánh lễ 11 giờ rưỡi thì là có các em thiếu nhi vào nữa. Thì các em thiếu nhi thì khoảng được 15 em. Rồi các anh chị lớn. Là thánh lễ trước là của ca đoàn người lớn và thánh lễ sau là ca đoàn của thiếu nhi. Vâng ạ. Cái việc mà đào tạo, cái việc mà tập luyện cho thiếu nhi, ca đoàn thiếu nhi có khó khăn không? Là rất là khó khăn bởi vì các cháu bên đây nói tiếng Mỹ không, do đó là đối với phát âm thì rất là có vấn đề trở ngại. Bởi vì cái bên Oregon thì các cháu chỉ có được học tiếng Việt vào mỗi chủ nhật thôi. Do đó thì cái tiếng Việt nó cũng hơi bị cứng, do đó khi mà tập cũng hơi cực. Nhưng mà không sao, hễ mà ai mà muốn con em chúng ta mà tham gia ca đoàn thì cũng nhận vô hết. Miễn sao là có giọng hát là được rồi. Nhận là một, bây giờ có nhận đi sâu không? Trời đình có nhận đi sâu? Nhận đi sâu chứ, nếu mà anh gọi đình xuống đây sẵn sàng. Nếu mà nhận đi sâu mà hát cho ca đoàn thì chắc là không có thù lao. Đúng rồi, hát cho chú mà anh. Nhưng mà nếu mà nhận đi hát ngoài vẫn đi nhận hát. Vâng anh. Thì giáo thư vừa rồi quý vị thấy rằng có hát ở chùa Huệ Quang đó. Vậy hả? Và tốt quá. Thôi. Mà rồi đình hát tình ca và thánh ca. Vâng ạ. Tình ca thì thể loại nào? Thích nhất hát thể loại nào? Thường thì thích dòng nhạc tiền chiến. Tiền chiến. Tiền chiến. Chẳng hạn như những bài dư âm hoặc là vọng phu, những cái dòng nhạc như vậy. Hát một câu xem. Dạ. Hát một câu. Nơi phía nam giữa núi mờ, ai bé con mãi đứng chờ. Wow. Làm sao mà có được một cái giọng ca như vậy? Có phải vừa đó là cái khả năng Chúa ban cho và do tập luyện? Đúng vậy. Thì trước tiên là vẫn phải là cái giọng hát do Chúa ban cho mình. Sau đó là khi mà chúng ta có giọng hát rồi thì chúng ta tập luyện. Nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái giọng của mình. Nó sẽ Nhìn lại trong khoảng thời gian mà đình đã sinh hoạt từ lúc còn bé, sinh hoạt trong các ca đoàn, được hấp thụ về âm nhạc, huấn luyện về âm nhạc bên Việt Nam, sang tới Hoa Kỳ, và trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt thì phải nói là mình rất là khâm phục Trần Đình, và đúng là làm theo lời phúc âm của Thánh Matthew và trong cái dụ ngôn mà nén vàng. Thì cái tưởng tượng như là, thì cứ nghĩ là Chúa đang ban cho mình những cái nén vàng, và mình phải có cái trách nhiệm, một cái bổn phận là làm sao để sinh lợi những cái nén vàng, nén bạc và Chúa ban cho. Bây giờ xin mời quý vị cùng giờ thánh ca cho Chúa là con hãy thưởng thức bản thánh ca Giêsu Giêsu sáng tác của linh mục nhạc sĩ Sành Thành Tâm do ca sĩ Trần Đình trình bày sau đây. Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chiều treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao càn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa, mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Giêsu
Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào. Ôi Giêsu, Giêsu, vì sao Chúa đã hy sinh chịu chết tất tưởi khổ nhục để cứu nhân loại? Phải chăng vì quá yêu thương nhân loại, muốn giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi mà Chúa đành cam chịu chết treo trên thập giá? Quý vị vừa thưởng thức bản thánh ca Giêsu, Giêsu, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm do ca sĩ Trần Đình trình bày. Và bây giờ xin trở lại với anh Trần Đình, thì thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con, cảm ơn anh Trần Đình đã ưu ái dành cho giờ thánh ca thời giờ để anh em mình có cái dịp tâm sự. Và những cái có một số khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu muốn liên lạc với Trần Đình để là một, có thể là những người bạn cũ và cũng là những người có thể là muốn nhờ Trần Đình đi hát show, thì liên lạc bằng cách nào? Kính thưa quý vị có thể gọi phone Trần Đình ở số điện thoại 1-503-805-9716 hoặc là email cho trầnđình40@gmail.com. Rồi, cảm ơn Trần Đình một lần nữa. Cảm ơn Trần Đình đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, xin mời Trần Đình gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin mời. Trước tiên là Trần Đình xin gửi đến ban biên tập và anh Đình Quý lời cảm ơn đã cho Đình có cơ hội được trò chuyện với các quý vị khán giả hôm nay. Thì là để kết thúc chương trình thì là Trần Đình xin kính chào đến toàn thể quý vị, lời cảm ơn đã theo dõi chương trình và hy vọng là sẽ gặp toàn thể của quý vị khán giả xa gần lần tới. Thay mặt các chị em trong nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình buổi talk show ngày hôm nay, và xin hẹn quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào quý vị.